Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer và rất vui khi mà làm cái video này cho anh em. Thì thời gian trước khi mà Evil Uncertainty Tycoon là một tựa game có thể là nhiều anh em chưa biết tới, mình đã giới thiệu và sau này nó phát triển. Thì một mình cũng góp một phần trong đó và mình rất thích những tựa game phong cách gọi là chơi như vậy và tạo một cộng đồng nhỏ, và rất may mắn là mình cũng tạo được một cộng đồng nhỏ về Evil Uncertainty Tycoon. Nhưng mà trong vòng 2 năm qua mình chơi thì mình cũng thấy chán dần và dạo này thì mình cũng cứng con chơi. Nhưng mà mình lại vô tình được bà Tẩu là vợ mình giới thiệu cho anh em thêm một cái tựa game nữa rất là hay. Tựa game này có tên là King God Castle và game này có việt hóa luôn và chơi rất là cuốn anh em. Hồi bữa hôm mình thấy bà chơi thì mình cũng quạo lắm, nhưng mà cái lúc sau cái bà chơi mình thấy cũng hay. Hôm nay mình chơi thử cho anh em xem, và mình nói trước nha là game này hay lắm, anh em chơi anh em nghiện đó. Và mình cũng đã tạo một cái group gọi là một cái group chat trong ngày hôm nay, là cái group gọi là King God cách thuật Việt hóa để anh em chơi chung. Ở đây thì mình có nhiều cộng đồng lắm, cộng đồng Evil này, Tadi Bali này các kiểu này, và mình làm luôn một cộng đồng game này luôn vì chắc chắn mình sắp tới mình sẽ làm rất nhiều video về cái loại game này và nó chơi rất là phê anh em. Chơi phong cách gọi là vừa kiểu như là giống như là đấu trường chân lý mà vừa kiểu như là chiến thuật á, rất là hay và Việt hóa đàng hoàng luôn em, không phải pay to win, anh em nạp tiền vô anh em cũng sẽ không có thắng game ngay được giống như kiểu là Evil Uncertainty Tycoon vậy đó. Và đó là điều mà mình rất thích ở từ game này. Rồi bắt đầu mình sẽ chơi thử cho anh em nhé. Mình thì xem bà Tẩu chơi thôi chứ mình cũng chưa thực sự là hiểu về game đâu, nhưng mà chơi rất là đã. Bây giờ mình sẽ đăng nhập một cái Go Play. Go Play thì anh em đăng nhập bằng cái Gmail của anh em á. Đó. Rồi vô nè. Rồi DK Nghĩa nè, tên là DTN Gamer đi ha. DTN Gamer. Tên Do Thành. DTN Gamer. Rồi tên là gamer, tên là gamer. Rồi có rồi thì cái tựa game này á nó việt hóa hoàn toàn, hình ảnh rất là đẹp và trong đó những nhân vật được thiết kế theo dạng pixel, có nghĩa là một nhân vật thiết kế và hiệu ứng đánh rất là đã anh em. Và anh em chỉ cần một cái gọi là cày cuốc như là chiến thuật là anh em là sẽ chạy hơn. Và đây là một tựa game đến từ Hàn Quốc anh em nhé. Đó, và nó cũng có một đặc điểm nữa, đó chính là nó sẽ như là một tựa game mà siêu cấp nhân phẩm anh em. Có nghĩa là nếu như anh em mà cụ bắp á, anh em mà xui á, anh em sẽ roll tướng không ra thì anh em sẽ roll lại, anh em roll lại đến khi nào có tướng ngon để anh em chơi. Và anh em thấy vô tình nó giống tựa game nào không? Rất là giống cái tựa game gọi là mà chúng ta chơi đúng không, tựa game Evil Uncertainty Tycoon đúng không? Đó này, mới vô nhân vật chúng ta nè. Đó thì nhiệm vụ các bạn cũng đơn giản thôi, mình roll tướng ngon sau đó nó sẽ làm một cái đội hình anh em, hình như có đến 6 con nhân vật anh em có thể sử dụng một lúc á. Đó còn đâu về số lượng nhân vật mà anh em có thể bỏ qua anh em có thể sử dụng á thì nhiều lắm. Và nếu anh em may mắn anh em sẽ roll được những con nhân vật mà anh em yêu thích mà sẽ cực mạnh đó. Cho nên mình qua được một tầng này, mình sẽ chơi tới đồ hướng dẫn thử nha. Người chơi sẽ nhận được bạc nếu ngăn chặn thành công một cuộc xâm lược tiếp theo. Xem số bạc và phần thưởng nhận được ở mỗi vòng tại đây. Đây là chính đây. Tiếp theo nè, triệu hồi anh hùng nè, mình có thể tiếp tục triệu hồi anh hùng, mới dùng hết số bạc còn lại để triệu hồi anh hùng. Triệu hồi anh hùng nè, triệu hồi anh hùng này đó. Binh lực là tổng anh hùng có thể xuất trận, hiện tại bố trí tối đa 3 anh hùng. Tối đa 3 anh hùng thì mình có thể chọn một trong ba con này đó, anh em có thể bỏ vào đây, bỏ đây đó, hoặc là anh em bỏ vào đây đó để đánh đó, rất đơn giản đúng không anh em. Hồi bữa hôm cũng vậy nha, mình cũng nhìn kiểu game này mà chơi gì đó chán vãi kiểu đâu, nhưng mà khi mà mình chơi mình thấy bà Tẩu chơi cái cuốn á mới làm cho anh em xem nè. Tăng cường binh lực ở đây thì kéo màn hình để xem binh lực của địch, kéo màn hình để xem binh lực của địch. Đây binh lực của địch 1 sao, địch mà không có trang bị đó tiêu diệt chúng thì sẽ nhận được trang bị đó. Wow, còn có tiêu diệt còn nhận được trang bị đó. Khai trận thôi, đánh thử nhá. Đó như anh em thấy ha, mình mở chút tiếng nhé. Đó anh em có thể thấy pixel mà đánh rất là đã ha. Rồi và game này không có pay to win anh em nha, yên tâm đi, nắm chắc bên em luôn. Mình giới thiệu game ít cái nào mà giới thiệu game pay to win lắm. Người chơi đã nhận được trang bị, người chơi kéo thả trang bị cho anh Hùng nhé. Thì bây giờ mình ăn trụ này thì thông thường thì nếu mà kiếm thì em kéo kiếm vô, còn nếu mình chơi mà bờ rồ hơn nữa thì mình sẽ bắt đầu gọi là làm cái kia. Đây là 2 con thì anh em cứ gom nó thành 2 sao nè, đó nó sẽ cường hóa nè. Con tướng này lại là con tướng khác không bỏ lên được, thôi khai trận đi. Ở đây là cái chuỗi nha anh em nhé, đây là cái chu trình của mình nè. Đó một cái dạng đi 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 ải á, anh em sẽ đi hết cả này anh em mới được nhận thưởng. Quy mô nhỏ nó không thể dùng hết bọn anh hùng, thì chơi sẽ kéo thả anh hùng xuống phía dưới để hủy triệu hồi, kéo xuống hủy triệu hồi +2. Đó có nghĩa là anh em bán tướng đi á là anh em khai trận đó.
Ồ, thanh niên này được cấp đồ lên đánh lực quá anh em. Có vẻ như đánh không lại rồi. Thua rồi anh em. Thua rồi, thua rồi, thua rồi. Hỗ trợ 6 bạc ấy, thua nó cho tiền kìa. Chúng tôi là mất đi một lá cờ tượng trưng cho một kiên cố của thành. À, nếu anh em thua 3 lần là anh em sẽ chơi lại hả? Ok, hiểu 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 hiểu. Khi thua phải chiến đấu lại với quân địch mà người đã bại trận. Tuy nhiên dù bại trận nhưng vẫn sẽ được cấp một ít bạc để cường hóa binh lực. Wow, được 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 được. Con này nữa. Con này nữa nè anh em. Mình cho nó lên đây là thành một con cấp 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 3 luôn, là nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Kỹ năng sẽ mạnh hơn khi lên cấp cấp 3 hoặc cấp 5. Đây mình xem nè. Đó. Và tất nhiên là game này thì nó sẽ có đánh xếp hạng và có chơi với người chơi khác anh em nhé. Tuy nhiên là game này sẽ không có chế độ co-op đâu. Anh em chỉ chơi dạng như chơi đơn thôi, theo mình nghĩ là vậy. Quái tinh nhuệ sẽ xuất hiện ở các ải thứ 5. Đó. Anh em có tiền nên mình sẽ triệu hồi tiếp. Thần sẽ cho quốc vương một trang bị. Là cái này nó sẽ nâng lên. Đó, kiếm nó cũng nâng cấp luôn anh em nhé. Kiếm nó cũng nâng cấp ở trong người luôn anh em nhé. Nên em chơi nên chú ý về cái bậc trang bị các kiểu. Đó. Thì mình vừa chơi mình vừa hướng dẫn anh em luôn cho nó dễ. Đó. Những mũi tên chơi để có thông tin trận trước đó hả? Đây nó có cả thống kê đam, sát thương đã nhận và sát thương anh em gây ra nè. Đỉnh không anh em? Em đỉnh mới. Người dùng hết số bạc. Triệu hồi anh hùng. Một con nè. Hai con. Rồi. Con này giống nhau thì anh em có thể bỏ lên để nó roll thành một cái con tướng khác. Tướng cấp cao sao hơn. Cấp sao cao hơn. Rồi mình sẽ đánh lại. Lần này chắc chắn là mình sẽ thắng nè. Tù chém lực không? Tù cái chiêu thức cũng được nâng cấp luôn rồi nha anh em. Đó. Thấy chưa? Kỷ lục. Ok. Thì tất nhiên là game này là một game chiến thuật và nó phụ thuộc vào nhân phẩm ha. Thưa quốc vương, thần pháp sư Bisa, thần sẽ hướng dẫn cường hóa đồng đội và khai trận tại thành. Đây là cái bệ tướng của anh em nè, cái nơi chứa tướng của anh em nè. Thì chưa hết, chọn ra 6 anh hùng. Hồi này mình có 5 thôi. Có một số nhân vật khá là đẹp, ví dụ như là hôm qua bà Tẩu khoe mình là bà Tẩu nhận được cái nhân vật con này nè, con Hanshi này nè, đánh lực vãi chưởng luôn, cầm cung như kiểu AC anh em, bắn khỏe lắm. Một số nhân vật khá là ngầu, ví dụ như thanh niên này Mara này, thì vũ khí nó là những cái dáng vuốt nè, đánh lực nè, đánh nó thể tự tấn công x4 nè, tốc độ tấn công cao nè, thì anh em nghiêng về gọi là tỷ lệ gọi là hút máu á thì nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Rồi hiện tại là mình sẽ bỏ cái bệ tướng mình vào đây. Thanh niên này cầm súng nè, bỏ đây nè. Thanh niên là mới cấp 1 nha, bọn này mới là cấp 1 nha. Vũ khí cùi không, cái này là con này giống Barum hả? Barum à, kiếm nè. Con búa này mình thấy nó phèn quá, thôi bỏ cái mẹ đi, mặc dù nó là tăng đấy. Rồi tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo. Rồi dùng lửa tế đàn để cường hóa anh hùng. Đây là tế đàn thì mỗi lần anh em sẽ được chọn một tế đàn hay sao. Ví dụ như đây thì mình sẽ miễn phí nè, cường hóa tế đàn nè. Mình sẽ chọn một trong những tế đàn mình muốn, ví dụ như là anh hùng nè. Mỗi cái tế đàn này thì nó sẽ có một cái búp khác nhau, nhưng mà anh em nhìn thấy đó thì nó có tiếng Việt, anh em rất là dễ chơi. Hút máu là tấn công kỹ năng nè, đó. Máu máu cộng 50% lực tấn công nè. Một lần phòng thủ tuyệt đối khi khai trận nè, đó anh em có thể thấy cái búp này anh em cần nha. Bạc khởi đầu, vọc tinh nhuệ bạc cộng 5, thương nhân giảm giá đó. Thì anh em ví dụ như anh em muốn chơi về rôn tướng thì anh em dùng cái này, anh em muốn hút máu thì dùng cái này. Cái này là trang bị, cái này là lên cấp triệu hồi sẽ được lên cấp 5% lên cấp khi hợp nhất nè, đó cự thần nè, lực tấn công nè, đó. Ok, nên nào cần mình thì nếu mà mình chơi thì mình đầu tiên mình sẽ chơi theo kiểu là thần tài, hiểu không, có nhiều bạc nè. Ok, nó giải thích cho mình nè, đó. Rồi. Mọi người cường hóa tế đàn, nhấn vào tế đàn để xem thông tin, ok. Đây nhấn vào tế đàn để xem thông tin đây. Có nhiều bạc nè, vật tinh nhuệ nè, đó. Kiếp nè. Rồi bỏ qua đi ha. Có nhiều bạc hơn nè. Ok. Rồi, mở khi đạt cấp 2. Đó. Như em thấy ha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu gọi là đây những con tướng mà người ta mới cập nhật nè, họ vẫn cập nhật tướng thường xuyên anh em nhé. Đó rồi bắt đầu anh em đi đánh thôi. Một số con tướng thì có tân binh anh em có thể nạp với giá 24.000 nếu anh em thích, còn không thì thôi anh em cày cũng được, cày trước sau cũng có tướng à, quan trọng là trình độ thôi. Còn đây là những cái liên minh nè, đó đấu trường nè, đó cổng thành nè, bây giờ mình có thể chiến đấu nè, chiến đấu viễn chinh nè, hoặc là mình có thể đi chiến đấu cũng được, tập kích goblin nè, đó. Rồi nếu như mà anh em thích từ game này anh em có thể tải dưới phần mô tả nha, hoặc là anh em tìm cái bản game trên CS Play anh em tải nha.
Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Và sắp tới thì mình sẽ làm rất nhiều video về tựa game này đó. Bye bye anh em.